nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. À, em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung ạ. À. Em đạp đâu được thì em cứ đạp ạ. Xin mời bạn Nam. À, xin chào anh Quyền Linh đẹp trai, chị Cát Tường đẹp gái, à, toàn thể các bạn ở đây ạ. À. Ai cũng đẹp. Ai cũng đẹp. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Quang Khương, năm nay em 25 tuổi, em là đầu bếp. Quang Khương, đầu bếp, 25 tuổi. Đây cũng đây. Đẹp mà đó cũng đẹp mà sao đâu đâu cũng đẹp, có Quyền Linh là không đẹp. Mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em chào mọi người. Dạ em chào mọi người đẹp trai và đẹp gái. Rồi thêm một người đẹp nữa. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em 26 tuổi. Em đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho công ty Diageo. Nãy giờ anh Quỳ Linh với chị Cát Tường đang bàn cái việc là tình yêu đến từ đâu. Anh có nói rằng tình yêu đôi khi đến từ cái dạ dày, những cái món ăn nó sẽ giúp cho tình yêu thăng hoa hơn. Theo bạn nữ như vậy có đúng hay sai? À, dạ đồng ý là cũng phải đến từ cái dạ dày. Có nghĩa là người nữ của mình á, thì cũng phải biết nấu ăn, phải biết tài gia nội trợ. Nhưng mà riêng bản thân em thì em hướng tới cái mẫu hình là người phụ nữ hiện đại, đặc biệt là về vấn đề gọi là cái lực điện từ giữa mình và bạn trai của mình nữa chị. Có nghĩa là nó phải có một cái sự đồng điệu. Khi mà mình thấy anh ấy mình có cái luồng điện mình chạy rần rần á chị. Bạn nói cụ thể ra luôn đi. Cái anh đó thì ảnh cũng phải biết cách để làm cho mình vui vẻ chẳng hạn đó chị. Hấp dẫn quá. Ý bạn đó nói bạn nghĩ sao? Cô gái này sẽ là một cô gái rất là thú vị nếu mà tìm hiểu. Tại vì hầu như là nãy giờ là bạn ấy nói đúng theo quan niệm của em luôn. Em cũng vậy luôn hả? Bạn có thể giới thiệu sơ về mình, về ưu điểm, về nhược điểm. Cái ưu điểm của em là em rất rõ ràng trong mọi thứ, dễ nắm bắt tình cảm, tâm lý của đối phương. Về cái nhược điểm của em thì ngại quá, nhưng mà thôi cũng phải nói thôi. Tại vì cái nhược điểm của em là em rất là sexy khi ở nhà. À, em ngủ thì em cứ hay xoay lung tung ạ. Em đạp đâu được thì em cứ đạp ạ. Bạn Nam thấy sao bạn? Ok, đã là... người phụ nữ hiện đại thì phải như vậy thôi. Ok, okay. Khi mà em coi một cái clip hoặc là một cuốn phim mà cảm động á chị, thì em khóc sướt mướt cả ngày á chị. Không ai dỗ em nín được đâu chị. Nói chung là mình cứ buồn cả ngày vậy đó. Rồi em tự làm cho em vui là. Em làm gì cho em vui? Dạ thì chẳng hạn như là em tự đứng hát được mình trong gương vậy đó chị. Hát hay? Hát hay không bằng hay hát hả chị? Rồi em hát thử không? Em đứng lên được không được, chị? Khoe đứng body sexy. I love you, you love me, we were happy family, with the red beat heart and the kiss from me to you, won't you say you love me too. Bạn nói chung là tôi tò mò, tôi mở cửa tôi coi liền á. Em cũng vậy. Bạn làm bếp ở đây lâu chưa? Khoảng được 5 năm. 5 năm rồi. Tại sao đàn ông mà mình thích đi làm bếp là sao bạn? Dạ tại vì không ai nấu cho mình ăn thì mình phải tự nấu cho mình ăn, rồi lúc cuối cùng là nấu cho người khác ăn luôn. Bắt đầu vô mình nghĩ ra một cái món, xong sau đó cho mọi người ăn. Em cứ tưởng tượng giống như con chuột thí nghiệm vậy đó. Cái nó không có chuyện gì xảy ra mà còn cười là hay vui. À được rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe một đầu bếp xem người ăn như là thí nghiệm vậy. Nhưng mà rất là may cho em là khen nhiều, còn chưa có ai phải có vấn đề gì thì chắc nay tôi không gặp bạn ngồi đây đâu. Dạ. Bạn có nghĩ rằng bạn là đầu bếp thì nữa sau này vợ của bạn sẽ làm biến không có nấu, bạn toàn nấu cho vợ ăn không không? Không, em không thể nào mà làm một ngày 8 tiếng về rồi lại nhảy vô một cái bếp khác được nữa. Có thể là người phụ nữ của em không giỏi nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Người em sẽ chỉ cô ấy, hướng dẫn cô ấy, như vậy rất là vui. Thôi cũng sao đâu, cổ cũng coi em vật thí nghiệm thôi. Chấp nhận á. Bạn biết nấu ăn không? Dạ em thì nấu ăn thì cũng tạm tạm chị. Dạ bạn trai của em hồi xưa là đầu bếp người Ấn hả chị? Cũng đầu bếp luôn. Dạ đúng. Có gì đầu bếp dữ. Dạ. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu rồi mình không có bạn trai? Gần 2 năm. Gần 2 năm. Dạ. Bây giờ bạn mong muốn người bạn trai của mình là một người như thế nào? Nói chung là chăm lo cho gia đình tốt, không hút thuốc, không cờ bạc. Dạ về ngoại hình thì em thích bạn trai em mũm mĩm xíu vậy.
Không hiểu là sao? Dạ có cái bụng đặng em ôm cho dễ. Thích có cái bụng? Dạ. Không mà thường mấy anh đầu bếp là thường hay bụng bự lắm. Hửi hửi đồ ăn rất là mập đúng không? Dạ. Bên mệnh chắc là cũng mập á, lát tôi qua tôi coi thử. Dạ với lại cao cũng 1m69 trở lên. Sao không bảy đại đi rồi tự nhiên số 9 là? Dạ số 9 cho đẹp chị. Bạn cao mét? Dạ em chỉ cao 1m5 thôi chị. Em cần mẫu bạn trai cao cao vậy để sinh con ra cho nó cũng cao luôn. Bạn ơi bạn hạ xuống đường chút xíu chiều cao không ạ? Cao nhiêu? Em cao có 65 à. Cũng được à. Không mà bảo đảm chắc con cao á. Nãy giờ mình cảm nhận mà người bạn gái bên kia có thu hút được bạn không? Dạ trước tiên là cái giọng nói của bạn ấy là thấy rất là dễ thương. Ừ. Em thấy điện hơi đây nó truyền nhẹ nhẹ qua đây. Có rồi đó hả? Dạ, nó hơi nhẹ nhẹ qua tí. Anh thích người bạn gái như thế nào? Thì cũng tròn tròn, có da có thịt xíu. Nói thẳng qua thì hơi sexy tí. Không quá cao. Em cao quá rồi. Em không thích bạn gái quá cao. Ừ. Bạn cao lắm rồi. Là cao lắm. Trên em dài rồi. Đảm đang một tí. Với lại biết quan tâm người khác. Không thích người bạn gái gì? Vậy như là cái gì cũng sợ trời nắng, trời mưa, rồi sống vô tâm, không lễ phép, đòi hỏi quá nhiều. Bây giờ thử ra, qua bên đây xem, nhưng mà trước khi qua hỏi thì nếu như ta hợp nhau thì khoảng bao lâu mình tiến tới hôn nhân? 3 năm. 3 năm. Bạn có nhà riêng chưa? Dạ, chung ba má. Với em trai. Có hai anh em thôi đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng không sao đúng không? Dạ, em chào Bình Linh. Chào bạn. Bây giờ nghe tiếng nói rồi cũng mong gặp bạn ha. Dạ. Bạn thấy rất là xinh. Dạ, đúng là anh. Một phụ nữ hiện đại. Dạ. Thằng ở đây cũng hiện đại ha. Dạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ nhau. Dạ. Anh hy vọng rằng ảnh sẽ làm em sung sướng. Em hy vọng gì đó. Hay da, không biết bên kia có tròn tròn không nha. Dạ. Phải không? Em có cái bụng mới, chị coi thử. Do. Chị kiểm duyệt giùm em cái bụng. Mà chị cũng không hiểu sao thật, bữa giờ chị làm mai cho nhiều người là đa số là người ta thích đàn ông là không có bụng bự. Em là thích người có bụng là sao? Dạ tại vì tối em ôm cho dễ chị. Tại em thích nhõng nhõng nhẽo, em thích nũng nịu vậy đó. Ngu ngộ ghê vậy đó. Em chào chị Cát Tường. Wow. Chắc hợp á nha. Cầm nhọn vừa lai, cầm như có đụng cầm vậy đó. Thích điều gì nhất ở người phụ nữ? Họ là phụ nữ. Ghét điều gì nhất ở người phụ nữ? Là họ không phải là phụ nữ. Cái duyên này nó mập mờ vậy, cái gần vô duyên đó nha. Hôm nay bạn đến chương trình với ai? Dạ với lại các bạn thân của em. Em thấy bạn của mình sao? Nói chung là nhiệt huyết nè, vui vẻ, hòa đồng. Là nói chung là bạn là cái trung tâm của mỗi cuộc vui chơi hợp mặt. Bên đây sao? Dạ em thấy bạn nữ bên đây rất là dễ thương ạ. Dạ biết nói chuyện à, cũng hợp với bạn của em. Hợp thì thấy quá hợp luôn. Mà cặp này là phải cho uống thuốc giảm giảm bớt xuống chút xíu. Thôi là cả hai chắp cánh bay luôn. Được đó em. Được đó. Cảm ơn nha. Con tròn tròn bị. Ngầu lắm, dễ thương lắm. Kéo màn lên. 2 phút dành cho nhau, cảm nhận về nhau và quyết định. Bắt đầu. Rồi tự xây ghế mà coi luôn. Hai bạn. Ân giời, bạn đây rồi. Bạn trốn ở đâu mà lâu quá vậy? Chuyện hồi mấy năm ấy. Lát hồi nhớ về á. Bạn có thể tặng cho mình một bài hát được không? Để mình luôn luôn mình nhớ mãi về bạn. Hay là mình bất chấp hết đi em. Em mơ suốt đêm thao thức vì em, vì lời ta từ lúc anh ra về, cầu mong cho mau trời sáng, đến giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Cảm ơn bạn nha. Bạn có hay hút thuốc hay uống rượu bia hay cờ bạc gì không? Cờ bạc không, rượu bia thì bị dị ứng. Còn hút thuốc là nếu mà bạn bấm chuông mà trở thành người yêu của mình thì sẽ không bao giờ thấy mình hút. Vậy là rất là good. Quà đi khoan nó. À quên. Điện nó qua nó đực tê hết rồi. Quà quỳ xuống cầu hôn luôn coi. Mình có một món quà tặng bạn. Nó có thể là khá là hợp với bạn. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có thích đi du lịch không? Thích chứ, mình thích đi phượt. Nhiều khi mình chỉ muốn chở người yêu đi dạo một vòng thành phố hoặc là đi thưởng thức. Thì bạn có từng thưởng thức thành phố này vào lúc hơi khuya tí?
thưởng thức là thưởng thức không khí là dạ, thưởng thức không khí và những cái gì mà nó thường xuyên gì thưởng thức á. Nhưng mà nói chung á, mình á là thích cái gì nó độc và nó lạ, có nghĩa là mình cũng thưởng thức nhưng mình thưởng thức cái khác thì càng tốt. Okay, mình đi. Ok. Nói chung về quan điểm tình yêu của bạn là như thế nào? Chung thủy, biết quan tâm nhau lẫn nhau, ai thì cũng có khuyết điểm. Ừ. Yêu nhau là phải chấp nhận những khuyết điểm đó rồi thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nói không được thì nói cho đến được thì thôi. Có thể ôm bạn một cái không? Cảm ơn. Dạ cảm ơn cả. Hết giờ. Dạ. Bình thường những cặp nào mà bấm nút xong rồi ở đây mới cho hôn hoặc là nắm tay mới cho hôn ha. Còn cặp này là phạm quy, bây giờ không cho bấm nút luôn. Cái gì mà ai cho hôn? Đâu rồi chị? Tự đếm tự bấm luôn đi. Bạn đếm đi. Một. Hai. Hai rưỡi. Hai chín chín. Ôi nhường nữa hả? Ờ. 29.5. Thôi đếm luôn đi bạn. 3. Kỳ ta. Nó có một chiều à. 1 2 3. Ôi đi con ơi. Mới có đèn. Trời ơi vậy hả? Cảm ứng. Rồi giờ nắm tay đi. Ok. Không không. Đó đi. Không dạ. Hồi nãy là chưa cho ôm hôn. Mình là người phụ nữ hiện đại mà. Người phụ nữ là không có gì, không có đề gì cả. Thôi bạn chủ động trước đi nhá. Đó. Không, mình chủ động nhiều nhiều rồi mình không muốn chủ động nữa đâu. Ok, thank you. Không ơi. Sao? Giật rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Chúc mừng hai bạn. Dạ. À, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn một cặp vé đi xem phim. Dạ, cảm ơn chị, các bạn và anh Huyền Linh. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ. Trong cuộc sống. Dạ, chúc rồi, mừng các bạn. Cảm ơn mọi người. Rồi, hai bạn có thể dẫn nhau đi được rồi đó. 5 tuổi á, thì mấy tuổi? 8 tuổi. 5 tuổi. Dạ, 5 tuổi. Rồi, xin mời chàng trai của chúng ta. Chào bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Đỗ Ngọc Long ạ. Đỗ Ngọc Long bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin chào chị Cách Tường. Bạn giới thiệu về mình đi. Em tên Ánh Tuyết. Tính ra thì năm nay em 29 tuổi. Hiện giờ em đang làm gì? Ở đâu? Dạ em làm kế toán ở bên Tân Bình đó chị. Tại sao em biết được chương trình mà em đến? Tình cờ thì một buổi chiều ngồi buồn buồn em bật hết TV7 em lên em coi thì em thấy chương trình. Lúc đầu thì cũng không quan tâm nhiều nhưng mà sao thấy mình ế quá thôi cứ thử đăng ký thử tìm được nữa của mình. Bạn có coi TV mà bạn biết có chương trình bạn muốn hẹn hò đến đây? Thật sự thì em rất ít xem TV. Bạn em thì sẽ xem. Bạn em hiện tại đang ở Hà Nội. Bữa đó em ra ngoài chơi thì bạn mày kiểu này già đầu kiểu này rồi mà mày cứ tối ngày mày chui kiểu này thì làm sao mà mày có được vợ. Bạn em nói bây giờ mày tham gia chương trình này đi. Phải nói rằng bạn em nói đúng rồi. Cảm ơn bạn nhé. Đâu bạn em đâu? Không, bạn em không có ở đây. Bạn em ở ngoài Hà Nội. Hy vọng là bạn em ở Hà Nội sẽ nghe được em. Dạ, cảm ơn bạn em á. Dạ. Rồi em làm nghề gì? Dạ em làm sai vặt anh. Làm là ai ta? Dạ vâng, khách hàng họ sai bên em làm gì thì bên em sẽ làm đấy. Trong cái lĩnh vực của bên em. Lĩnh vực chính là lĩnh vực gì? Dạ, ra đây tiền thể thì em gửi tặng anh một... Lên đây quảng cáo luôn. Dạ vâng. Cái này đây là... Làm phần cuối hả? Dạ không, anh cứ mở ra thì anh sẽ thấy được cái lĩnh vực về bên em. Thiếu chăm sóc thiết bị. Dạ, tức là bạn làm về thiết bị công nghệ đó hả? Dạ vâng ạ. Rồi hôm nay đến đây tìm người yêu thì muốn người yêu thế nào đây? Lúc nhỏ cái tầm 5 tuổi á thì mấy tuổi? 8 tuổi. 5 tuổi. Dạ 5 tuổi. Rồi tôi hỏi bạn câu này để bạn dịch cho tôi coi. Thuốc Lào ở nước nào? À thuốc. Nói thử đi. Thuốc nào ở nước Lào? Thuốc Lào ở nước nào? Thuốc Lào. À đúng. 2 3. Thuốc nào ở nước Lào? Đúng ba. Thôi, mệt chưa? Để tao hỏi chuyện bên đây nè.
Cái mẫu người của em thích là? Dạ, mẫu người của em thì đơn giản lắm, được 50% của ca sĩ Thanh Bùa và 50% của anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh được rồi. Ủa mà 50% cái gì của anh Quyền Linh là bạn thích? Dạ, anh Quyền Linh thì em thấy anh hấu hỉnh và đảm đang. Thì 50% cái gì của anh em không thích? Đừng có cài hàng nha. Cái gì người đó giống anh Quyền Linh đi, đằng này giống Quyền Linh 50%, mà giống một người khác 50%, thì có nghĩa là có 50% của Quyền Linh người ta không thích. Khó không em? Dạ không anh. Thời gian rảnh rỗi thì bạn thường hay làm gì? Em thích nằm ở nhà của mình, em coi TV. Vậy sao có bồ được. Bây giờ nè, để tôi hỏi chàng trai bên đây coi, em thích nhất điều gì ở người phụ nữ? Sống cho gia đình. Đơn giản là như vậy thôi. Thế thôi. Ngoại hình như thế nào? Ngoại hình tương đối là được. Tương đối là khoảng bao nhiêu? Người ta 78 thì phải tầm từ 50 được rồi. 1m50 hả? Không, tức là cái điểm, thang điểm. Nhưng mà theo em thấy thì mỗi con người đều có một cái giá trị khác nhau. Mình không thể đem người này để so sánh với người kia. Một người mẫu chưa chắc đã hoàn hảo, một người xấu chưa chắc đã là xấu hẳn. Quan trọng là cái người phụ nữ đó biết được cái ưu điểm của mình để phát huy hay không. Vậy bạn nữ bên đây, bạn nghĩ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là chịu khó, cẩn thận, cũng năng động. Thế em kết. Em hy vọng cái người ngồi bên kia cái bức rèm này là người như thế nào? Một người đàn ông của gia đình biết quan tâm chia sẻ. Vậy ha. Bây giờ chị coi mặt anh em. Bây giờ chuẩn bị coi mặt đi, nhưng mà trước khi coi mặt anh hỏi nè. Dạ. Bên kia nói ưu điểm nhược điểm rồi. Bạn thấy ưu điểm của bạn là gì? Không rượu, không thuốc, không chè, không chơi cờ bạc, không có đè lung tung. Nhưng mà cái này thì em... Cái gì? Không có đè lung tung anh. Dạ. Lạ vậy? Dạ, dạ. Chỉ đè đúng chỗ thôi chứ không có đè lung tung anh. Khuyết điểm là gì? Đôi khi lạnh lùng. Lạnh lùng với bất kỳ ai? Như giả sử là người phụ nữ khóc chẳng hạn, đôi khi em không dỗ mà em cứ để cho khóc luôn. Ủa tại sao vậy? Tại vì khóc thì cứ bạn khóc thì bạn cứ khóc một mình đi, nhưng mà cười thì tôi sẽ cười với bạn. Cái này, không? Có không nè, cái gì vậy cái đó em không có nhõng nhẽo. Không có khóc phải không? Em cũng lạnh lắm. Nhưng bây giờ nếu như bây giờ cái bạn bên kia hợp tình hợp lý, không hợp tuổi, bạn có đồng ý lấy không? Cái đó thì phải suy nghĩ rồi. Suy nghĩ và quyết định đi, để người ta mở màn lên coi nè. Được. Được không? Chắc chắn không? Được, được, được. Thì muốn vợ chưa? Vợ thì muốn lâu rồi anh. Rồi bây giờ đến qua anh coi thôi. Cô này bên đây thế nào nha? Chào, chào bạn. Bây giờ phải hỏi cô này, cô có cần coi tuổi không nè? Em có cần coi tuổi không? Dạ có anh. Còn cần coi tuổi hả? Dạ. Tuổi hợp với em là tuổi gì? Dạ, 85, 83, 81, 80, 79, 78 vậy đó. Có số nào không? Có. Số nào? Có một số. Số nào? Số 81. Có số 81 được rồi hả? Dạ. Ủa tại sao mình phải hợp tuổi là sao? Tại ba em có chứng kiến nhiều cặp đôi thấy hợp tuổi, hai vợ chồng làm ăn. Sao ta hợp với 1-2 tuổi thôi em hợp, nhưng mà cái chục tuổi gì? Thế ba em coi á chị. Bây giờ em có không thích cái điểm gì ở người đàn ông không? Cọc tính. Không, anh này nghĩ chắc không đến nổi đâu. Vậy có điều là không có dỗ dành, không có dịu dàng thôi chứ không đến nổi cọc đâu. Rồi cái gì nữa? Nhanh nhở ở giờ. Cái chuyện mà nham nhở thì phải coi lại. Để chị coi lại cái vụ đó coi. Dạ chào chị. Chào anh. Dạ vâng, chào. Thế anh nghĩ mình có nham nhở không? Nếu mà với người yêu thì chắc đôi khi là có. Chứ tôi thấy cái ánh mắt anh nhìn tôi cũng có vẻ nham nhở lắm. Có nham nhở đó em à. Hồi em nhìn trực diện 2 phút đó là em thấy cái mức độ nham nhở nó bị. Rồi bây giờ màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhấn nút hay là không nhấn nút. Màn đâu kéo lên. Rồi, anh có 2 phút để nham nhở. Anh cái gì muốn hỏi em không? Đó, thấy chưa? Qua việc nói chuyện lúc nãy thì nghe em thì anh thấy là sau bữa hôm nay nếu như có thể vấn đề gì không hài lòng thì chúng ta tối nay có thể về ngồi có bàn phím. Bàn phím mà nhiều khi nói hay lắm nha. Không, em không có gõ bàn phím thì em nhấn điện thoại. Nhưng mà anh chỉ có ngồi máy tính thôi. Em muốn gặp trực tiếp. À, gặp trực tiếp được thôi. Đi quảng cáo. Đây là cái phần về mảng dịch vụ của bên anh. Thì em có thể chọn một trong các cái lá phiếu. Trời ơi. Chị bốc thăm trúng thưởng. Để em gửi chị. Có thưởng gì không? Dạ vâng. Dạ em không thưởng gì hết. Tức là chị sẽ sai bên em làm cái gì thì em sẽ làm. Thôi ta có 2 phút nói chuyện đi rồi quảng cáo hoài. Anh chạy xe cá nhân không? Không, anh chạy rất là chậm. Ủa tự nhiên hỏi chuyện chạy xe chi vậy? Dạ. Không, em đi xe không? Em đi xe không? Em đi xe không? Dạ có. Em đi nhậu không? Dạ. Nhậu thì chắc cũng... Nói cài hàng năm mới đó, không có biết đó. Ít ít thôi chứ không có nhiều. Ít, anh thì không nhậu được. Cho nên nếu em biết nhậu thì đi mà có nhậu. Nếu chứ phải nếu. Có nhậu. Dạ vâng, em xin lỗi anh nhưng mà thay từ từ sửa. Dạ. Nếu mà gì đó thì mình đi. Nếu, 2, 3, nếu. Nếu.
Thì lúc đó em sẽ uống thay anh sẽ là người chở em đây. Sao anh không hỏi em uống được bao nhiêu? Không, uống bao nhiêu không quan trọng. Biết uống là được rồi. Uống xong em xỉn sao? Thì anh chở em ra. Để đâu? Có dự định kết hôn mà hỏi hoài vậy? Thấy nham nhở chưa? Em uống đi, uống nhiêu cũng được. Bây giờ nếu như hợp nhau có kết hôn liền không? Em muốn nhưng mà người ta không muốn thì sao anh? Bạn muốn không? Dạ cũng không xui. Thấy chưa? Hơi xui là sao? Bởi vậy em nghĩ là giữa anh với em chúng ta cần có một thời gian nữa. Nếu hợp thì chừng nào cưới và tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ như thế nào về gia đình? Gia đình là một cái tế bào của xã hội rất là quan trọng với cuộc sống của mỗi người. Anh đề cao cái điểm gì ở người phụ nữ? Đối với anh là người phụ nữ cần phải biết sống cho gia đình. Người phụ nữ này còn sống cho gia đình? Không có. Có những người họ sau khi họ lấy về họ không sống cho gia đình mà họ sống cho bản thân. Hết giờ, hết tiền. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để nhấn nút. Mời bạn để tay vào nút. Đây. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút. Và không đồng ý thì chúng ta không nhấn nút. Cô suy nghĩ thật kỹ, chín chắn trước khi quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao em nhấn trễ vậy? Dạ con đang phân vân. Phân vân. Còn cái điểm nào mà em chưa đồng ý với bạn bên đây? Dạ em cũng thích một người đàn ông hiện đại hơn. Anh thấy anh Long hiện đại không? Dạ cũng không được hiện đại lắm. Không được hiện đại lắm. Vậy tại sao cuối cùng em lại chọn? Bên đầu tìm hiểu thay đổi hiện đại. Hai người nắm tay nhau ơi, chúng ta cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu nhau nữa và trong tương lai sẽ có nhiều điều tốt đẹp. Cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai của mình. Em không thích bạn trai em quá lùng. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả bạn? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Thật là nhỏ nhắn, xinh xắn và duyên dáng. Chào em tên gì? Dạ em tên là Ngọc. Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 24 tuổi. Ngọc làm ở việc ở đâu? Dạ em làm bên nhân viên kế hoạch công ty may chị. Chúng ta sẽ gặp chàng trai. Mời bạn. À, chuẩn bị kỹ quá hả? Chuẩn bị từ lúc nào? Dạ từ tối hôm qua anh. Tối hôm qua hả? Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Trung Hiếu. Trung dạ. Hiếu dạ. Bao nhiêu tuổi? Anh em 25 tuổi. 25. Bạn chuẩn bị làm gì vậy anh Linh? Dạ em làm bảo vệ. Bảo vệ? Dạ. À, bảo vệ cho những cô gái như bên kia hả? Có bảo vệ tài sản, có bảo vệ người cũng có. À dạ. Quê Ngọc ở đâu? Dạ em ở Quảng Nam. Mình vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Cũng 3 năm. Em có thể chia sẻ một tí là lúc em mới vào đây khó khăn nào mà em đã gặp phải? Lúc em vô Sài Gòn á thì em đi chỉ có một mình thôi. Em không có một người thân nào ở trong này cả. Em nghĩ là chắc ở Sài Gòn nó cũng giống ở quê. Nhưng mà khi em vô tới bến xe Miền Đông rồi á, em mới thấy là bàng hoàng. Tại sao bây giờ thì nó người đông như vậy, bây giờ mình sẽ về đâu? Xong lúc đó em mới gọi về cho gia đình. Mẹ em mới nhờ được một cái anh đã vô đây là lập nghiệp rồi, có gia đình ở trong này, nói với anh đó là giúp đỡ em. Xong rồi anh đó đồng ý và đi xuống đón em từ bến xe về nhà. Về nhà của anh đó luôn? Dạ đúng rồi. Thời gian đầu là ở cái nhà của anh đó? Dạ đúng rồi. Động cơ nào mà tự nhiên khiến em bỏ quê của mình mà vào trong này? Lúc đó ở quê bạn em ai cũng ra trường xong khi quê bạn có gia đình, cho nên em sợ có chồng em đi Sài Gòn. À, có nghĩa là em không muốn lấy chồng, ở quê lấy chồng, em muốn lập nghiệp, em muốn giúp đỡ gia đình. Dạ. Rồi, bạn ở đâu? Dạ, em từ Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào được 6 năm rồi anh. Dạ. Cái công việc của bạn ngoài làm bảo vệ, bạn còn làm gì nữa? Dạ, em còn kinh doanh nhỏ ngoài nữa. Kinh doanh nhỏ là kinh doanh gì bạn? Dạ, kinh doanh về quần áo, trẻ em, rồi hàng nông sản sấy khô, như hành tỏi rồi. Bạn bán hành tỏi rồi đó hả? Dạ. Bán ở đâu bạn? Dạ, trong chợ Bến Thành và những cái mối giống như công ty hay khách lẻ đặt ở ngoài qua điện thoại trên mạng. À, tức là bạn đem bỏ hàng vào trong chợ Bến Thành hả? Dạ. Trai bán hành tỏi có sợ con gái chê không? Dạ không, có gì đâu anh. Em nghĩ đâu kiếm đồng tiền bằng sức
lực của mình chứ không phải là lừa đảo hay lừa gạt gì ai đâu. Rồi có bạn gái chưa? Chưa, bây giờ mới ngồi đây. Trước kia có chưa? Cũng có. Mấy mối tình rồi? Dạ hai rồi. Hai rồi? Dạ. Trời ơi cũng dữ quá vậy hả? Hôm nay đến đây xách cái đàn theo làm gì? Dạ em đàn tặng cho bạn với lại anh với chị. Đàn tặng đúng không? Đây, rồi xin mời bạn. Nhỏ thôi. Rồi thể hiện tài năng của mình đi. Em chỉ chơi theo cái cảm nhận của em và bài nhạc thôi. Em chỉ tự mò thôi nhưng mà có gì có. Tự mò hả? Dạ. Rồi dạ. Xin mời bạn. Rồi như vậy được rồi. Cảm ơn bạn. Vài nốt nhạc cũng có thể làm các cô gái cũng cảm mến rồi ha. À, Ngọc cảm nhận như thế nào về tiếng đàn của bạn trai ngồi bên? Dạ em thấy rất là hay. Chị cũng cảm nhận là rất là sâu sắc đó. Bạn lựa cái bài nhạc đó, mình hiểu đó là một con người cũng đầy tâm trạng và đầy cảm xúc. Giờ chị muốn chia sẻ tiếp một tí nữa với Ngọc là khi mà em mới lên Sài Gòn vậy đó thì em làm những công việc gì? Thì lúc đầu em vô thì em không có việc làm thì em ở với anh chị. Tức là giúp đỡ anh chị dọn dẹp nhà cửa rồi chăm em. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là mình cũng phải làm đủ thứ hết cho nên mới đến cái công việc hiện tại ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hồi đầu hồi nãy chị nghe em chia sẻ là vì em không muốn lấy chồng nên em từng về quê mới vào đây lập nghiệp. Thì bây giờ có ý định muốn lập gia đình chưa? Sau 3 năm thì em muốn tìm hiểu một bạn trai để chia sẻ lúc nào đó em cảm thấy buồn hay là những lúc em tự kỷ chẳng hạn. Những lúc em tự kỷ là những lúc nào? Lúc em mà cảm thấy buồn á thì khi về nhà em có thể là vừa giặt quần áo vừa hát lên để cho nó át đi những cái suy nghĩ của mình, hoặc là em nghe những cái bài giảng của các thầy á nói về ý nghĩa của cuộc sống rồi nói về cách để vượt qua những cái tâm trạng của mình lúc mình buồn hay là sau đó. Em có thường hay đi ra ngoài đi chơi đồ không? Dạ có chị. Ngày chủ nhật á thì em hay đi lên chùa hoặc là đi từ thiện. Sao không nghe cái chơi gì mà nó trẻ trung, nó sôi động với bạn bè chơi gì? Dạ có chị, đi từ thiện là mình tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ và các hoạt động giải trí. Những mẫu hình bạn trai của em là như thế nào? Em thích bạn trai lớn tuổi anh ơi. Lớn tuổi là lớn hơn em bao nhiêu? Em thích lớn hơn em 5 tuổi rồi. Mấy bên đây mới lớn hơn tuổi rồi sao? Bạn trai của em thích là điềm đạm một chút, biết suy nghĩ, chín chắn. Còn bên đó thích bạn nữ của mình là cái mẫu người như thế nào? Ăn nói dịu dàng và phải biết trước biết sau, biết lớn biết nhỏ, phải biết chăm sóc cho gia đình. Em thì tính em thích giao du rộng rãi, bạn bè thì cũng thích một người con gái nhưng vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Rồi bây giờ cuối cùng trước khi chị qua xem mặt bạn trai đó cho em thì em cho chị biết là em không thích cái gì ở bạn trai của mình. Em không thích bạn trai em quá lùn. Lùn là cỡ bao nhiêu gọi là lùn? Thấp hơn em. Em cao bao nhiêu? Em 1m6 chị. 1m6 ha, vậy bạn trai phải cỡ 1m65 đổ lên mới ok. Dạ, đúng không? Dạ em rồi cái gì nữa? Không hút thuốc lá. Tốt không? Cũng có ít. Có ít rồi bỏ nha. Chào em. Dạ. Em đàn rất là hay, có cảm xúc. Dạ cảm ơn chị. Giờ còn bắn tỏi không? Dạ còn chị. Tỏi hả? Ngày kia nghe mùi tỏi không? Dạ. Em cao mét mét mấy? Dạ em cao 1m7 chị. 1m7 thì được. Không hút thuốc thì phải bỏ hút thuốc đi ha. Chị thì chịu đó, nhưng mà chị nghĩ bên đây chắc không chịu quá. Mà chúc em may mắn. Dạ, chị cảm ơn chị. Mọi quyết định là phải chờ nhờ cái cô này cô quyết định. Dạ, nha. Dạ. Để anh coi xem thế ha. Dạ, em chào anh Nguyên. Rồi, xin chào bạn. Bạn là một người rất là cởi mở, một người rất là vui tính và rất là năng động. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cho hai người ta gặp nhau đi. Rồi, bây giờ màn đâu? Kéo lên. Màn lên. Bây giờ chúng ta đã trao đổi rất là nhiều qua tấm màn và cũng hiểu nhau một phần nào đó. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Anh làm nghề kinh doanh tỏi đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đầu em mới nghe em cũng bất ngờ, tại vì em không biết cái kinh doanh tỏi là cái gì. Tại vì mặt hàng kinh doanh là mặt hàng tỏi sấy chứ không phải là tỏi khô. Sấy thì mình xuất khẩu qua nước ngoài, mình hành với tỏi hoặc là cà rốt. Em hỏi là thời gian rảnh thì anh sẽ làm gì? Anh đi cũng là đi kiếm những cái mối khác, những vòng vòng ở chợ hoặc là đi bạn bè, hoặc không thì về ngủ. Là kết hợp giữa công việc và đi chơi trong những ngày nghỉ. Vậy anh có hỏi gì về em không? Hỏi em có thích ăn tỏi không? Em quan niệm thế nào khi người con trai đó làm cho em cười, hay em hạnh phúc khi em nhìn thấy người con trai đó cười? Em hạnh phúc khi cả hai. Tại vì những lúc người đó buồn thì em muốn cho
nụ cười của người đó thì sẽ làm em vui chẳng hạn. Còn những lúc nào đó em cảm thấy trống trải hay là buồn thì nụ cười mà người đó mang lại đó là điều hạnh phúc. Ví dụ như bây giờ em với bạn trai em hẹn, cái người bạn trai nó tính trễ khoảng 1 tiếng đi, bạn trai tới rồi, điều đầu tiên em sẽ làm là gì? Rất là giận. Thường á em để bạn trai chờ, không là em không có phải đợi bạn trai. Bởi vì ta mới níu. Em nãy em nói là phải lớn hơn 5 tuổi trở lên, giờ hơi lớn hơn con tuổi được không? Em sẽ tìm hiểu lại. Em thấy anh này ấn tượng với em lúc đầu tiên không? Dạ có, ấn tượng với tiếng đàn guitar. Còn con người có ấn tượng gì không? Em nhìn kỹ đi chứ nhìn xuống đất chị. Suy nghĩ. Nhìn cho kỹ đi, có ấn tượng gì với em không? Dạ có chút chút. Chút là về cái gì? Một nút ruồi bên cạnh. Đúng rồi. Có cái nút ruồi, dễ lắm. Còn bạn gái có ấn tượng gì với bạn không? Hay cái tính xíu. Em nghĩ có phù hợp với em không? Em thì không có bắt buộc là mình phải theo một cái phong cách nào, nhưng mà quan trọng là cái tâm bên trong người đó có tốt hay không. Còn mà nếu mà không thì em suy nghĩ lại. Thì em hỏi đi coi tâm em có tốt không. Ví dụ như vậy câu cuối cùng ha, trong gia đình có 3 người, cha mẹ và con, thì đối với em người nào quan trọng nhất? Cha mẹ và con. Nếu như đã là người thân á thì ai cũng là quan trọng hết á, tùy theo tình huống để mình xử lý chứ không phải là mình đặt nặng vấn đề em yêu thương mẹ hơn hay là em ghét ba hay là em yêu thương con hơn. Đã em không thích là bạn trai của em hỏi em cái câu đó. Bây giờ hỏi nữa anh bị quan lạc, mình lạc vấn đề rồi nên tại vì hiểu lầm. Đối với anh hồi nãy là anh không phải nói là cái tình thương cha mẹ quan trọng, ý của anh quan trọng đây là cái quan trọng về được cái đường dài tương lai sau này. Ví dụ bạn sẽ chăm chút cho con nhiều hơn hay là chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn hay là chăm sóc cho người chồng nhiều hơn, ý là mình cái câu hỏi mình như vậy. À, người chồng nữa hả anh? Em không biết là mọi người phụ nữ khác thì như thế nào, nhưng mà theo như em nhìn thấy á, một người phụ nữ mà đã sinh được một người con ra rồi á, đối với người mẹ đó là một thiên thần. Và đương nhiên là người ta sẽ chăm sóc người con của người ta rồi, chứ chồng thì tự biết chăm sóc rồi. Chị nhìn cuối cùng, câu hỏi cuối cùng chị hỏi em, chứ phải em hỏi người ta nữa là em thấy có thích người này hay không. Thế vậy hỏi nhiều quá mà hỏi thách đố không mà hỏi khó không à, đúng không em? Bên dạ đúng em, rồi chị. Cuối cùng là em nhìn bạn này, em có ấn tượng, có thích hay là không thích? Tương đối thích. Tương đối nữa, hết giờ. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ và quyết định bấm chuông. Đồng ý thì bấm chuông, không đồng ý thì khỏi bấm. Rồi mời bạn đặt tay vào nút bấm. Suy nghĩ kỹ giống như lúc đặt câu hỏi vậy đó. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Lý do tại sao bạn lại không đồng ý hẹn hò với bạn gái? Tại vì em theo cái tâm hồn nhiều hơn. Em là cái người sâu lắng, nó nặng tình cảm nhiều hơn. Em với bạn gái có một khoảng cách nào đó. Bạn gái cũng tình cảm mà. Chị thấy nãy giờ trả lời những câu hỏi của em rất là thẳng thắn, là chân thật. Tại sao em không cảm được ở cái chỗ nhưng mà nào? Em không hiểu tại sao nó tại lúc đó em cảm thấy là không phải là người con gái mình đang tìm kiếm. Thế còn em, tại sao em lại chọn bạn mình đó? Tại vì em nghĩ là mình nên tìm hiểu, chứ nói chuyện vài ba câu không hiểu được nhau, cho nên là đừng vội quyết định rồi. Một cái gì cả. Hiện giờ cảm giác của em như thế nào khi mà bên đó không đồng ý hẹn hò với em? Có cái gì đó hơi buồn nhưng mà không sao hết. Rồi dù sao thì cũng cảm ơn hai bạn rất nhiều vì hai bạn đã đến với chương trình. Chúc hai bạn sẽ mỗi người sẽ tìm thấy được niềm vui của mình trong cuộc sống. Hùng thế nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, tôi chưa nắm tay với chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Rồi xin mời bạn Nam. Chào bạn. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em xin chào Quỳnh Linh và toàn thể quý vị khán giả trường quay. Em tên là Hoàng Vinh. Hoàng Vinh, dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ, hôm nay em 22 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Dạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta, xin mời bạn. Chào em. Em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Hạ, Lê Thị An Hạ. Hạ. Năm nay em 22 tuổi. 22 luôn, bên kia dạ. Cũng 22. Mình làm nghề gì hả? Dạ em tốt nghiệp khoa quan hệ quốc tế trường xã hội nhân văn ạ. À hiện tại giờ mình đã có công việc làm gì chưa? Dạ hiện tại em đang làm giáo viên ở trung tâm Anh ngữ ILA ạ. Còn bạn bên đây, bạn ngoài cái việc đi học ra bạn còn làm thêm gì không? Dạ cũng rất là trùng hợp là em cũng có cái nghiệp đi dạy. Dạ hiện nay em đang dạy ở trung tâm Anh ngữ Planet ở ngoài Thủ Đức, ở quận 9. Dạy tiếng Anh đó hả? Dạ. Ủa bên đó cũng dạy tiếng Anh luôn hả? Dạ, hai bên giống nhau hả? Vậy hai bạn nói chuyện bằng tiếng Anh, hai bạn nghe luôn đi.
bạn có lập kế hoạch gì cho cái chuyện hôn nhân, nhà cửa, con cái gì không? Dạ, hôn nhân thì em chỉ muốn gặp ai cưới một người phù hợp và đặc biệt là có cùng quan điểm em về cái vấn đề giáo dục. Là sao em? Chị chưa hiểu cái vấn đề giáo dục là sao? Quan điểm của em giáo dục là nó phát triển con người, làm sao mà để cái người đó có thể phát triển được cái điểm mạnh của mình. Có nghĩa không nhất thiết là người này phải mạnh điểm này hoặc là mạnh tất cả mọi thứ. Ví dụ như nếu mà con em thì em sẽ coi thử coi là con em nó giỏi cái gì, cũng giống như học trò của em, giỏi cái gì thì em sẽ cố gắng phát triển cái mạng đó. Có nghĩa là một người có thể giỏi cái này nhưng mà sẽ yếu một cái khác. Dạ. Chứ không thể nào mà toàn diện được. Dạ đúng rồi. Bạn có đồng ý như vậy không? Dạ đồng ý ạ. Em thấy bạn nữ bên kia là một người khá là hiện đại và có nhận thức rất là tốt. Bạn thích người phụ nữ hiện đại hay là người phụ nữ gọi là truyền thống? Dạ hiện đại. Dạ nhưng mà đôi lúc cũng cần một tí truyền thống. Rồi vậy là bên đây hợp luôn. Bên đây là vừa hiện đại vừa truyền thống. Đảm bảo bạn nhìn là bạn chịu liền. Nếu như bây giờ mà bạn chọn một cô gái nào đó hợp ý bạn, bạn yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy cũng yêu bạn, dạ, nhưng gia đình bạn không đồng ý. Dạ thì vì em cũng là con trai út duy nhất trong nhà cho nên là, nhưng mà em phải thuyết phục, cố gắng thuyết phục gia đình. Tại vì cái lý do mà thì bây giờ cuộc sống nó cũng hiện đại rồi, còn cái chuyện mà ba mẹ đặt đâu con ở đó nó cũng không có phù hợp nữa. Cho nên là em phải đấu tranh đến cùng cái lý do đó. Nếu mà nó là không còn cái đường nào để mà thay đổi nữa thì có thể em sẽ đành phải hy sinh, phải theo gia đình thôi. Rồi, một con người hy sinh theo ai? Dạ, theo gia đình. Ồ, vậy còn Hạ. Hạ, chị thấy Hạ rất là xinh, rất là năng động, rất là hiện đại mà cũng rất cổ điển luôn. Cảm nữa. Bạn kết hợp rất là gu của bạn rất là lạ. Nhưng mà như vậy mà bạn nói bạn ế thì mình lại không tin. Bạn nghĩ tại sao, lý do tại sao bạn ế? Chắc là tại cái kiểu của em nó ưng ưng dở dở, nó không có truyền thống quá mà nó cũng không có hiện đại quá. Cái tư tưởng của em thì tư tưởng hiện đại nhưng mà em vẫn rất là muốn giữ những cái truyền thống rất là hay của người Việt Nam mình. Nên là chắc là chưa có ai cảm thấy hợp với cái kiểu giờ giờ ưu ương của em. Từ đó giờ mình có mối tình nào chưa? Say nắng thì có, thích quá thích lại thì có, nhưng mà nghiêm túc để mà hẹn hò thì chưa. Là chưa có một cái mối tình nào thật sự. Vậy chưa. Hôn nhau được hôn cái nào chưa? Vậy chưa có mối tình nào nghiêm túc, chưa nắm tay với chị Hùng. Chưa được nắm tay luôn. Vậy chưa luôn. Wow. Còn bạn trai có mối tình nào chưa? Dạ tính đến thời điểm hiện tại thì em đã qua được hai mối tình. Một cái là hồi cấp 3 còn ngây thơ, cũng chẳng làm gì hết. Vậy là một, cái cuộc thứ hai có làm đúng không? Dạ thứ hai thì cũng kéo dài được gần 3 năm. Làm gì chưa? Dạ thì cũng nắm tay hôn bình thường thôi. À, mình tự thấy mình là người có ưu điểm như thế, ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Dạ ưu điểm thì bạn bè nhận xét là tâm lý, biết quan tâm tới mọi người. Rồi về khả năng thì em biết vẽ, biết hát. Rồi biết dạy học tốt. Nên là nếu như mà lập gia đình sau này thì chắc là con em nó cũng được giáo dục tốt. Muốn đẻ mấy em? 3-4 đứa rồi đó. Gì dữ vậy? Trời ơi, bên kia có đáp ứng nổi không? 3-4 đứa được không bạn? Dạ chắc được chị ơi, chứ dùng thêm thực phẩm chức năng. Tôi hỏi có nuôi nổi không? Nuôi thì đâu phải mình em chị, cũng phải hai người họp lại chứ. Hùng nuôi. Dạ Hùng nuôi. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì em rất là tình cảm nhưng mà khi mà nói chuyện đôi lúc rất là khô, rất là cứng và nhiều khi rất là ngang bướng. Bên đó là nói ưu điểm khuyết điểm, còn bạn tự nhận thấy thế nào? Về mặt ưu điểm thì em cũng khá giống bạn, là người cũng tình cảm, biết quan tâm người khác, biết chia sẻ. Một khi đã yêu rồi nó quan tâm rất là nhiều. Và cũng có tài lẻ như hát vẽ, có kiến thức về ngoại ngữ với lại mô tô. Tại em rất là thích mô tô, thích đi phượt này nọ. Dạ. Còn khuyết điểm? Đôi khi em hơi bị dễ bị sượng, với lại có thể là hơi nhát. Hơi nhát với đối với người lạ, nhưng mà đã quen rồi thì không có gì nữa. Quen là tới luôn đúng không? Hy vọng là hôm nay bạn không có sượng bữa nay bạn nấu chín luôn nha. Dạ dạ. Vậy thì mình có mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Mình có đặt ra cái chuẩn gì không? Cái đầu tiên giống như em nói là phải có quan điểm giáo dục giống như em. Rồi. Và phải tôn trọng em. Rồi. Và phải hiểu biết. Tại vì đối với những hiểu biết em không biết sao mà em có cảm tình rất lớn. Và em những cái người mà em đã từng thích á, em thấy là bởi vì người ta hiểu biết rất là nhiều nên là em ngưỡng mộ trước và em thích luôn. Rất là lưu loát, rất là năng động. Không thích điều gì ở người đàn ông? Thứ nhất là thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Ừ. Cái người đó đúng là không thích rồi. Dạ. Còn gì nữa? Không đúng giờ. Nhiều khi ta trễ thì sao? Trễ 5 phút, còn không thì phải báo. Còn nếu trễ 10 phút thì sao? 10 phút cũng phải báo. Trễ được 3, nếu trễ người yêu của bạn trễ 3 lần thì bạn sẽ xử lý thế nào? Dạ, nghỉ chơi.
nghỉ chơi luôn. Dạ. Người ta không tôn trọng bản thân, người ta không tôn trọng thời gian của người ta thì người ta không thể nào tôn trọng người khác được. Cảm ơn bạn nghỉ chơi nếu như kể ba lần. Hiện đại hay là cổ điển? Cổ điển có, hiện đại có, áo dài cách thân đẹp. Bên kia ta mặc áo dài đó. Về mặc áo dài khăn đóng vô nha. Bên kia nói là trễ ba lần là chia tay luôn, nghỉ chơi luôn. Dạ. Về ngoại hình, bạn có cái chuẩn gì không? Dạ, ngoại hình thì dễ nhìn là được, nhưng mà đẹp trai là cũng thế. Nếu như mà... Và đặc biệt là em thích con trai cao hơn em và hơi lớn chút, nhưng mà đừng có đô quá, nhìn rất là sợ. Đô là sao? Ý là người cơ bắp á, nhìn ghê lắm. Vậy hả? Ờ, nhìn ta tốt hết trơn, được hết trơn mà tay chân ta cuồn cuộn là cho người ta nghỉ chơi luôn. Em cảm thấy sợ lắm, tại vì lợi như bạn nó buồn buồn mà ấy tát em cái chắc em chết. Bên đây, bên đây đi đát vậy. Bên đây phà ngoại hình giống Phạm được không? Vậy chắc không dám. Tại em nhỏ xíu. Dạ, à. Dạ chị Cát Tường. Gồng lên coi. Ừ, đồ quá bớt đồ quá. Dạ không, em cũng nghỉ tập gym 2 tháng mấy rồi chị. Không sao, sao được nhiêu? Dạ khoảng 1m71, 1m72 gì đó. Dạ được rồi, tại vì bên kia không có thích người thấp. Bạn không thích gì ở người bạn gái? Không thích người bạn gái xòe xòa, là nghĩa là không có biết chăm sóc bản thân. Bạn bên kia không có xòe xòa, tôi biết. Dạ. Chắc luôn. Bảo đảm chuẩn. Dạ, dạ. Cái thứ hai là không thích người bạn gái mà trẻ con quá, không biết suy nghĩ. Không hề, thấy nãy giờ nói. Dạ. Chuyện không? Còn cái thứ ba là không thích người bạn gái mà chấp nhặt nhiều thứ quá. Cái gì cũng giận, cái gì cũng giận mệt lắm. Cái đúng thì ta phải giận chứ. Thì đúng thì mình phải chịu, còn cái gì mà cũng giận, ví dụ là đi trễ 2 phút đi. Có lẽ đang chạy xe ngã tư, anh có khoảng 2 phút nữa mới tới được nha. Vì nó rất là kỳ. Thì mình tới sớm trước 2 phút đi. Dạ, đôi khi có chuyện mình không có điều chỉnh được sao chị? Đôi khi thôi chứ mình đừng có để nó trở thành... 3 lần là không được nha. 3 lần được. Dạ. Thấy bên này là quá trời tuyệt vời luôn á. Bạn mà làm quen được bạn mà hẹn hò được với cô này á thì tôi thua bạn gì, tôi đãi bạn chầu chè luôn. Trời ơi, làm gì? Chầu chè ngon lắm à. Tình yêu lấy chầu chè đi cá. Quan trọng cảm nhận thôi. Thôi về bển đi, về bển. Ý là bên đây người ta ngon lắm, bên đây là cua. Hả? Trước khi hai đứa em thấy mặt nhau, em muốn nghe là bạn nữ hát một đoạn hát. Dạ, yeah, bằng tiếng Anh. Em hát được thôi nhưng không hay đâu nha. Rồi, xin mời bạn. I'm just a little bit girl lost in a moment. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it the long I've tried and I don't know why. Rồi bây giờ đề nghị các màn lên. Hai bạn sẽ nhìn nhau. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em chào anh. Em chào bạn. Em chào bạn. Anh cũng được mà. Chào An Hà. Hai người nói tiếng Anh nhau 1 phút nghe thử coi chơi cái coi. 2, 3, bắt đầu. Nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. So my name is Vin, and of course, although I don't have any certification about English, but I have a real passion for teaching and learning English. So I have 2 years experience from teaching English. The first time I teach English in a house of my friend. He's come from New York. Uh-huh. Yeah. And how about you? You teach him, or he gonna teach you? I support to him to teach for his students. Okay, got it. Yeah. And actually, certificate is not important. Yeah. It's just your ability. Mm-hmm. Chúng ta đang xem chương trình nói tiếng Anh trên bàn. Thank you. Chi vậy? Chi cho loại cái mặt mình ra vậy? Nói cái mặt tôi nó lãng như sao tôi không hiểu. Chi no, vậy? Excuse me. Sorry. I am no speak English. Rồi, tiếp Việt, tiếng, dạ, Việt. Tiếng Việt. Bạn có thích đi phượt không? À, rất là thích đi phượt luôn. Đi phượt luôn. Ừ. Và có cái nữa cũng thích mô tô luôn. Ồ. Oh. Thấy bạn cũng khá là cao, chứ là khoảng cũng... Không cao đâu. Ok. Bạn thích con trai uống bia hay nhậu nhẹt gì không? Hay là làm cái gì thì nó cũng phải có mức độ của nó. Và nhắm làm sao mà mình kiềm chế được là được rồi. Không có lầy đúng không? Đúng rồi. Rồi bạn có thể uống được không? Uống được nhưng mà ít à? Ừ. Nói chuyện tình cảm đi, cấm nói chuyện bia rượu. Bây giờ mình hỏi bạn nha. Ừ. Còn nếu như mà bạn có con thì bạn muốn dạy con như thế nào? Nếu là con trai thì sẽ hướng theo cái gì đó nó mạnh mẽ và tự lập. Còn nếu là con gái thì sẽ hướng theo cái thiên phú của nó. Rồi. Hết giờ.
Rồi bây giờ hai bạn đặt tay vào một nút bấm đi. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Chọn hay không chọn? 1 2 và 3. Hết thời gian. Quên, có quà tặng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tại hôm nay mình đi vội quá cho nên là cũng không có chuẩn bị được cái gì. Quà gì vậy bạn? Dạ, một cuốn sách. Ví dụ ta yêu nhau. Ví dụ ta yêu nhau. Dạ. Bây giờ thật rồi đó, đâu có ví dụ nữa. Thì chưa yêu mà, mới hẹn hò thôi mà. Rồi, chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay và nhau. Đi xem phim. Xem phim, vé xem phim. Đây. Rồi, nắm tay nhau đi. Gửi tặng bạn. Nắm rồi hả? Những cái vé xem phim. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Mời hai bạn. Còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm. Cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Màn hạ xuống. Mời bạn Nam. Chào bạn, bạn tên là gì? À, đầu tiên thì xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng tất cả các bạn ngồi trong khán phòng ngày hôm nay. Rồi, chào mình bạn. Mình giới thiệu, mình tên là Huỳnh Thế Quảng, đến từ Quảng Ngãi. Quảng Ngãi? Dạ. Ủa mà từ Quảng Ngãi vào đây, bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh hay là mới vào? Em vào thành phố Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp được 11 năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Em thì hôm nay là được 30. Làm nghề gì? Em làm bên thiết kế thời trang. Thiết kế thời trang, thật ra rất thời trang. Rồi. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta. Em chào chị, em chào anh Quyền Linh, chào các chào bạn. Chào bạn, dạ. Bạn tên là gì? Em tên là Thanh Thảo, em 25 tuổi. Thảo đang làm nghề gì? Em đang làm văn phòng chị. Làm văn phòng mà sao mình thấy y như là người mẫu vậy đó. Cái này mình người ta kêu bằng fashion đó chị. À, fashion, nghĩa là bạn rất thích thời trang. Dạ đúng rồi chị. À, ngoài những giờ làm việc ra thì thời gian rảnh rỗi Thảo thường hay làm gì? Thường sau buổi làm việc, thứ nhất là em thích nấu nướng, thứ hai là em thích mặc đồ đẹp và chạy đi dạo phố. Wow. Có bên đây luôn, bên đây có thiết kế thời trang làm đẹp luôn. Anh có bao nhiêu tác phẩm, có bao nhiêu bộ sưu tập thời trang rồi? Em hiện tại cũng đang làm bên kinh doanh thời trang, thương hiệu riêng nhỏ nhỏ của mình. Nên là vẫn có những bộ sưu tập nhỏ nhỏ hàng tháng để ra mắt khách hàng của em. Nhưng thiết kế thời trang cho phụ nữ hay là cho đàn ông? Nói chung là mọi lứa tuổi, mọi ngành. Tức là ai cũng dạ, ai cũng nhu cầu làm đẹp thì liên hệ em. Rồi, tự nhận xét về mình, ưu điểm và khuyết điểm. Trước tiên em tự nhận xét về em thì chỉ có 5 từ ngắn gọn thôi. Là em thấy em nhỏ nè, xinh, đảm, giỏi và ngoan. Ngoan với những người nào mà đáng để em ngoan. Trời ơi. Trời hay quá. Tự câu... nhận xét mình năm từ ngắn gọn thôi. Bên kia thấy sao bạn trai, thấy sao bạn? Cái câu mà lạ nhất là ngoan với ngoan. Những người nào mà... Sao bạn? Xứng đáng để mình ngoan. Đúng anh. Rồi. Còn những người không xứng đáng là bạn coi như không ngoan hả? Thả lì đó. Nói chung là những người nào không xứng đáng giống như người ta đối xử với mình sao thì mình đối xử lại như vậy. Đó, có vẻ... chả treo quá, chặt chém quá. Đây là hơi bị đề phòng lên. Lỡ một ngày đó mà không bị phạt lòng là tiêu. Coi như bạn đối xử thế nào giống như tấm gương rồi đó. Người ta sẽ phản lại luôn. Làm thiết kế thời trang coi như là gặp người đẹp rất là nhiều mà nói không có người yêu. Mấy ông thời trang bồ nhiều lắm, tôi thấy rồi đó. Tại vì một phần lúc mà học ra trường xong thì em làm trong thương hiệu của nhà nước. Nên là từ sinh viên tới lúc mà thì có một mảng riêng ngoài chuyên môn là hoạt động bên đoàn. Cũng là một cán bộ đoàn, từ cũng lăn lộn cũng 7-8 năm. Nên là cũng đi cũng nhiều, cũng ham vui nhiều nên chắc lẽ là do ham vui quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Em thì chắc có lẽ là ba. Ba mối tình rồi? Dạ. Mối tình đầu thì cũng là một thời học sinh trong trắng và ngây thơ thôi. Chỉ thoáng qua nhưng mà nó nằm lại ở một ký ức dài. Còn thứ hai thì bước vô sinh viên. Thì sinh viên thì nói chung là năm sau thì đi thì cũng có quen. Rồi chắc lẽ là mối tình gần nhất là mối tình là em đi làm mà cũng để lại sâu sắc nhất. Nhưng mà cũng không thể đến được với nhau. Lý do tại sao lại chia tay mối tình thứ ba? Do là bạn nữ không vượt qua được gia đình. Thì gia đình không nó là không hợp tuổi nên là không có cho quen. Em cũng cố gắng để dùng mọi biện pháp, mọi lý do để mà thuyết phục. Nhưng mà tất cả, nhưng mà do là bạn ấy không có thể nào mà vượt qua được cái bản thân mình, vượt qua được gia đình thì ok chấp nhận. Như mình nắm tay lại mà, nắm càng chặt thì nó sẽ càng đau thôi.
thả ra chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn. Bạn trai mình kia bạn đã bị một lần rồi. Dạ. Nếu bây giờ bạn hai người yêu nhau rồi mà về dẫn về quê ba mẹ bạn không chịu thì bạn nghĩ sao? Em nghĩ chuyện đó chắc không có đâu, tại vì ba mẹ em thứ nhất rất là dễ tính, thứ hai nữa rất là thương em. Miễn em thích là được. Có nghĩa là ai mà thương em chỉ cần làm cho em thương lại là được. Lúc nãy em chỉ mới nói ưu điểm là 5 từ, còn vậy còn khuyết điểm? Thường người ta sẽ ít khi nào tự nhận thấy khuyết điểm của mình lắm, cho nên em luôn thấy em hoàn hảo. Gì kỳ vậy? Ai nói với em là người ta không tự nhận vậy là khuyết điểm của em là tự em là em thấy đó. Em luôn hoàn hảo rồi. Nếu vậy thì tại sao em ế? À, cái này ế chắc là nó do nhiều nguyên nhân á chị. Ví dụ nguyên nhân gì? À, giống như là mình đang chờ người tử tế để yêu, hoặc là nhiều khi mình chưa đủ kinh tế để mình khống chế tình yêu. Tại em sao phải có cái vụ kinh tế để khống chế tình yêu là sao em? Giống như là bây giờ cuộc sống bây giờ á chị, thì đôi khi mình yêu đâu thể quá mơ mộng được, nó cần có một cái nền tảng ổn định để mình có thể là xây dựng cho tương lai sau này. Ừ. Tại vì ở độ tuổi của em thì cũng nên yêu và mình xác định một cái gì đó chín chắn để lo cho sau này luôn. Dạ. Em ơi, em nói cái câu mà đang chờ người tử tế để yêu đó, cái câu này anh nghe nó không, hình như không lọt lỗ tai. Không lẽ cả đời này ai cũng không tử tế hết trơn hả? Tử tế nhưng quan trọng là tử tế với mình không chứ anh. Đúng rồi, phải nói rõ câu đó nha. Nghĩa là có nhiều người tử tế nhưng mà mình là chưa có gặp. À đúng rồi. Ừ. Cô này cũng hơi khó đây nè nha. Rồi, vậy thì bạn có cái chuẩn mực về cái người đàn ông mà bạn muốn tìm kiếm? Mình ở mỗi giai đoạn sẽ có một cái chuẩn mực khác nhau. Ừ. Giai đoạn hiện tại trước tiên thì em thích một người con trai hơn em. Giống như là phải cao hơn em nè, giỏi hơn em và phải xấu hơn em. Gì vậy? Là sao? Tự nhiên phải xấu hơn em là sao? Tại vì khi em đi kế một người nào mà người ta xấu hơn em sẽ cảm giác là em tự tin hơn và người em cũng sẽ được người đó thương nhiều hơn, không phải giữ nhiều. Rồi, còn người ta đẹp hơn mình giữ nhiều mệt lắm chị. Từ xưa giờ tôi thấy ai yêu người yêu cũng muốn người yêu đẹp, ai khen người yêu mình, cô này tức quá tôi coi cái mặt cô này kìa. Gì kỳ cục vậy trời. Kỳ lạ vậy. Bây giờ người ta nói con trai đẹp thì có thể là đã yêu nhau hết rồi, hoặc là người đẹp thì thường đa tình, nếu mình giữ không được cho nên thích xấu hơn em. Thích xấu hơn để người ta chê chồng mình. Ai chê thì mình không quan tâm, chỉ cần mình thấy người đó tốt với mình là được. Cô này có yêu cầu lạ lắm nha. Chỉ cần tốt thôi, nó ngắn gọn là cần tử tế và tốt thôi. Vậy thì cái mẫu người mà bạn không thích? Em không thích đàn ông nói xạo nhiều quá. Không thích đàn ông mà cơ bắp nhiều giống như là sáo muối vậy đó. Gì tùm lum vậy? Chị nói thiệt, chị ồ bà nói yêu cầu xấu mà luôn. Không có đồng ý cái quan điểm mà kiếm cái người xấu nha. Dạ. Người đẹp vẫn tử tế như thường. Mình đi chung với người đẹp mình mới thấy đã chứ hãnh diện chứ sao tự nhiên kiếm người xấu vậy trời. Con này lạ quá. Bên kia có nhu cầu lạ quá. Quay ra coi. Dạ chào chị. Xấu quá. Thôi đừng có chớp chớp, không cần chớp cũng đủ xấu rồi. Cứ gần kiếm phèo vậy. Xấu là không có xấu mà hơi lạ luôn, lạ lạ. Gồng tay lên có cơ bắp không? Không. Bụng mấy muối? Bụng có muối à. Cái này tôi thấy có nửa muối à. Tuần có 3 ngày thể thao vậy ơi. Thể thao gì, môn gì? À, cầu lông, bóng đá với võ. Cầu lông, bóng đá với võ. Mày có tướng vậy đó hả? Dạ trời ơi, vừa được vậy nó tướng vậy chứ hôm trước gần gần lên rồi. Cô bên này có mô đen dữ lắm luôn, có thích người bạn gái mình diện không? Ăn diện không? À, quan điểm của em là khi nào mà cái sản phẩm nó ra là nó phải chắc xám tí tệ của em. Em chỉ muốn cái người nào mà người là đẹp nhất trong lòng của em là người sẽ mặc đầu tiên cái đó. À, người ta đẹp đi ngoài đường mình có sợ người khác cua bạn gái của mình không? À, cái gì của mình thì đi đâu suốt đời này nó cũng người của mình thôi ạ. Đó là quan điểm. Rồi đồng ý. Đó, thấy chưa? Bạn phải tự tin lên, mình đẹp kiếm trai đẹp đi luôn, một cặp đôi. Đầu kia lạ quá, xấu. Tự nhiên lựa người xấu. Kỳ cục. Tôi hỏi là cái mẫu người lý tưởng của bạn trai thế nào? À, em thì nói chung là làm bên ngành làm đẹp cho mọi người thì nhiên yêu cầu của em là phải có hình thức, có dáng. Giờ bạn cưới vợ, bạn cưới vợ làm mà người mẫu. À, nếu mà kết hợp với hai càng tốt, nếu không có thì mình làm mẫu cái cũng được. Chúng ta kéo màn lên đi. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó chưa thấy gì lấy hoa rồi. Người ta làm nghệ thuật, người ta cá lăng vậy đúng rồi. Thầy Thảo đang làm bên ngành gì? Dạ em làm bên giải quyết khiếu nại. Để coi mình có khiếu nại gì không, nhờ giải quyết. Thời gian thì mình làm việc là làm giờ hành chính hay là làm như thế nào? À, dạ em làm giờ hành chính. Hành chính hả? Dạ. Vậy nếu như mà sau giờ hành chính có nghĩa là mình thảnh thơi, mình không có làm gì đúng không? Dạ đúng rồi, sau giờ hành chính là ở không, rảnh. À ở không, rảnh. Tại vì chị chắc tưởng như cầm sẵn 2 cái vé xem phim rồi. Dạ. Mà nếu mà anh đi xem có một mình hay nữa buồn quá. Dạ. Chắc chắn là phải rủ em theo rồi. Dạ. Chắc lẽ là em đồng ý đúng không ạ? Trời, nhanh giữ tâm sự chút đi. Dạ. Cái sở thích của cô Thảo là Thảo hay có thích đi du lịch, đi phượt hay là đi lang thang đó gì đó không? Thì giống như là em thích đi dạo phố nè, em thích đi shopping, em thích thời trang.
Em thích chụp hình. Ví dụ như em đang quen một bạn trai, vô tình một ngày đó người ta làm ăn kinh doanh, người ta bị mất hết, không còn vậy, một chẳng chỉ còn là một con người yêu em nhưng mà người ta không có về khả năng về tài chính, hỏi lúc đó em còn yêu người ta không? Khi mà mình đã yêu rồi thì dù như thế nào mình cũng yêu, nguyên nói là mình san sẻ với nhau. Với nếu mà trước khi mà người ta kinh doanh thất bại thì như anh nói, người ta đã có một cái thời kinh doanh thành công thì lúc đó mình cũng đã shopping nhiều rồi, nên tới giai đoạn đó mình sẽ ngưng. Lúc đó làm sẽ đi quyên góp và đi bán ra để mà lấy về xài đúng không? Đúng rồi anh, cái đó mình có thể là bán lại để mình tìm cái vốn kinh doanh nữa. Giờ hai bạn này lấy nhau ai giữ tiền? Chắc chắn là phụ nữ đó chị. Em giữ tiền cũng được chị. Nếu mỗi người có một câu nói về nhau, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút 2, 3 bắt đầu. Em nhớ câu nói của anh nãy nha. Anh có hai cái vé xem phim chị có tường lát tặng á. Em lại thích anh nói với em là nếu như mà sau này tự anh mua, anh mời em đi thì nó tốt hơn là của chương trình tặng. Cái chuyện đó là cái chuyện của ngày hôm sau, còn mình muốn ngày hôm nay. Còn cái chuyện mỗi người nói có một câu à. Nữa, bấm chuông rồi thì anh sẽ biết. Hết giờ. Rồi chúng ta để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để đó. Quyết định. Suy nghĩ kỹ nha. 1. 3 đấy anh. 2. 5. 5 không bấm á. 4. 3. Hết giờ. Đây ra đây. Hai chị rất là bản lĩnh. Cặp này đến với nhau rất là nhiều điều lý thú và hấp dẫn đây. Trước tiên chúng ta có thể nắm tay nhau. Có điều kiện chứ mới tặng vé, chứ phải muốn tặng là tặng. Ủa nắm tay có vé vậy? Đúng rồi. Đây, nắm hai lần có được hai lần vé. Để tặng bạn thỉnh chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có nhiều điều kiện để tìm hiểu nhau hơn. Đây bó hoa của bạn trai tặng cho bạn lúc nãy, tôi trả lại cho bạn. Em cảm ơn chị. Chúc hai người sẽ tìm được thấy hạnh phúc của mình. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Bây giờ Quyền Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản dưới sự tài trợ của Doppermint. Xin kính chào và hẹn gặp lại.